rất là hiểu biết. Bây giờ nói là ồ là sao mình nói xấu nhau, cái mình nói là coi video clip chưa, cái phần nào mà nói xấu thì cho mình biết đi, xong người ta coi lại người ta nói là ồ sorry nha, tưởng nói xấu Hoa Phớt thì không coi gì vậy á, thì mình cảm ơn với cô chú anh chị đó nha. Ủa Hoa Phớt Hoa Phớt này đây hả? Bây giờ mình đang đứng trước nhà hàng Hoa Phớt Hot Pot đây nè các bạn. Đây ủng hộ mấy người YouTube và Khẩu nghiệp. Hả? Nói xấu người ta mà thấy vui. Hả? Nói xấu? Nói xấu người ta mà thấy vui. Tôi có video clip chưa mà comment. Có đạo mà lòng thì ta đáng khinh. Có đạo mà lòng ta chứ. Nghe năng tức ở đi nói xấu người khác. Có coi video clip chưa mà nói như vậy. Đi lẽ mà không biết lời Chúa dạy xấu sao cho đúng hả? Hả? Đồ bất lưng, cố tình làm hại người khác chỉ để câu view. Nói cho mình biết là bà mọi người đây coi cái phần nào trong video clip đó mà mình nói xấu hoặc là mình hại anh Hoa Phớt. Kiếm tiền bệnh thiểu quá. Thì mình gọi là như chúng mà để kiếm sống hoặc là nuôi gia đình đó là cháu không có mà hút luôn. Bu thêm chứ sao nữa. Mày bu điếm gì đây trời. Sáng giờ nói bụng meo đâu. Gia đình gì bu điếm gì đây. Đàn ông, mày như là đàn bà. Có tay luôn. Tôi mệt mỏi về cái hơi quá. Mấy tháng nay coi như là rồng rã luôn đó các bạn, là phiêu bạt giang hồ luôn đó, coi như là đi chơi đây đó với chiếc cái RV này bạn, với cái nhà lưu động RV này, rồi đi đông tây nam bắc của nước Mỹ luôn, rồi lái cái RV này ra khỏi nước Mỹ luôn, rồi đi vào bên biên giới Canada, xong rồi đi vào nước Canada luôn á, rồi đi chơi ở bên nước Canada cũng vui lắm các bạn, đi qua Canada cũng vui lắm, bên đó đẹp nha, rất thật đẹp luôn á. Mùa thu quá đẹp lắm. Rồi mình đi xuống Montreal, Toronto, rồi xuống ra Acapulco chơi vui lắm. Rồi về xong Mỹ hả, về trở lại Mỹ. Bây giờ cũng mệt mỏi rồi, giờ đi chơi cũng quá trời luôn rồi. Này có người sắp của mình nó về, nó sợ luôn, nó chạy tốt ghê luôn đó. Giờ người với người cũng đã mệt rồi. Tiền thì cũng rỗng rồi, đi về nhà. Rồi đi làm là kiếm tiền xong rồi đi chơi, quay trải nghiệm đó đây với gia đình, đi RV này rồi đi đây đó review cho các bạn coi đó chứ. Thì các bạn có biết đó là mình thích trải nghiệm đi đây đó với gia đình mình á, chở gia đình mình đi du ngoạn nước Mỹ ở Canada bằng cái chiếc RV này nè, để cho các bạn xem coi cái trải nghiệm thật là khác hơn tất cả các YouTuber khác khi mà người ta đi travel, người ta đi chơi ở đây đó các bạn, người ta thường lái xe hoặc là máy bay. Thì đây là cái kênh YouTube Việt Nam á mà đầu tiên luôn đó các bạn, mà chia sẻ trải nghiệm cho các bạn á bằng cái nhà lưu động RV đó khắp nước Mỹ luôn đó đây, như là đông tây nam bắc của nước Mỹ luôn á, và bên Canada chia sẻ cho các bạn á một cái góc nhìn khác về chuyến du lịch, về cái kiểu mà đi du lịch đó là bằng nhà di động hoặc là motorhome hoặc là RV á, thì nói chung nó giống nhau. Thì mình đi đây đó, mình chở gia đình mình á đi đây đó các bạn, như là khắp nước Mỹ. Thì vừa rồi thì mình có tình cờ mình đi qua bên tiểu bang Texas, đi xuống Houston chơi. Thì vô tình mình đi qua con đường Bella Road, cái khu đó Việt Nam sầm uất lắm các bạn. Thì vô tình mình thấy cái nhà hàng Hoa Phớt ở đó, thấy Hoa Phớt đó thì tấp vào, thì gia đình mình mới ghé vào để ăn thử, ăn ủng hộ Hoa Phớt. Thì thật sự ra mình với Hoa Phớt đâu có biết nhau đâu, mình đâu có thù oán gì với anh Hoa Phớt đâu, mà thù ghét anh hoặc nói xấu anh là để làm gì. Thì giờ mình cũng phải là vô tình thôi, ghé vào Hoa Phớt Hot Pot anh thử để anh ủng hộ anh. Thì mình chỉ có nghe ba mình mình lên ba phi quay đó các bạn, coi xe đã rồi mình nói chuyện các bạn tiếp rồi để an toàn rồi đó. Đó cái này nó hay các bạn, cái này mình kêu mình xích đầu qua trái, mình nhìn kỹ camera trước này nè, đó nó cho mình biết mình thông xe như thế nào, tại vì nhiều khi cái này nè nó block cái đường bê tông mình không thấy. Ở giờ an toàn thì mình mới nói chuyện các bạn tiếp nè. Vì thật sự ra là mình không biết anh Hoa Phớt là ai nha, mình chỉ có nghe ba vợ mình nói là Hoa Phớt là YouTuber Việt Nam mà cũng thành công lắm. Thì vô tình mình gặp đi ngang qua, mình thấy cái Hoa Phớt Hot Pot đó, thì gia đình mình đang đói bụng nữa, thì mình muốn tấp vào ghé vào để anh ủng hộ. Trước khi mình tấp vào mình ghé vào anh thử, rồi mình làm cái video đó mình quay cho các bạn coi là cái nhà hàng Hoa Phớt nhìn như thế nào, nhìn ra sao, nằm trên đường nào, rồi mình giải thích rõ ràng trong cái video đó. Chưa gì hết mà fan hâm mộ của Hoa Phớt thì trời ơi lên trên mạng rồi chỉ mới ôm sùm cũng vậy, cũng đành cớm nha, mình cũng làm cũng trên 200 video rồi các bạn, mình đi chơi trải nghiệm này nọ thì chỉ có một video duy nhất thôi mà mình ghé vào nhà hàng Hoa Phớt anh thử thôi. Anh là buffet, mình biết buffet là gì luôn, thì mình chắc đoán nôm na là chắc buffet, chắc nghĩ là chắc anh Hoa Phớt nổi tiếng hay là
là gì đó. Thực sự ra nổi tiếng hay không thì thực sự ra mình gia đình mình không biết, như là gia đình mình cũng không có biết, cô thư ký mình cũng chẳng có biết Khoa Phất là ai nữa. Thì thực sự ra bên Mỹ nó bận rộn lắm các bạn, nó không có thời gian rảnh mà coi mấy cái video clip này nọ, chứ nó không biết là ai hết. Bên Mỹ nó bận lắm, chỉ có những người bên Việt Nam á, dưới quê những khi ta rảnh người ta có nhiều thời gian đó, người ta cũng coi thì người ta biết tới thôi. Thực sự bên Mỹ này thực sự ra cũng ít người biết về Khoa Phất lắm. Cái là bên mình thôi nha, cảm nhận mình thôi nha, còn mấy người khác thì không biết sao. Nhưng mà thật sự thì tại vì bên đây ai cũng bận rộn đi làm rồi nọ, cái fan hâm mộ của anh á toàn là Việt Nam không à. Toàn là Việt Nam, chỉ mấy ông sùm nói là cái gì mà nói xấu rồi làm tà rồi đi hại nhau rồi vậy. Các bạn thấy các nước mà Mỹ á và Canada hoặc tất cả các nước mà phương Tây á mà văn minh tiên tiến á, cái hay của người ta là khi mà người ta bình luận hoặc người ta muốn nói về một vấn đề gì á thì người ta phải có bằng chứng cụ thể, các bạn biết không? Cái người ta khi người ta bình luận nó cái gì, người ta phải có cái bằng chứng để người ta back up, tức là người ta phải hỗ trợ cho cái bình luận của họ. Cho nên là như vậy thì đất nước người ta mới tiên tiến được. Còn như ở Việt Nam mình là thôi mình bó tay luôn, như là ai vua theo hùa thôi. Như là thấy người khác nói cái mà chưa có coi cái video ở trên rồi ai vua theo hùa, xong rồi chửi sẵn sàng rồi nói thêm hùa với nhau như vậy. Không chọc mà em còn kiếm chuyện em chửi chứ đừng nói mà nó chọc em, hiểu không? Người nói ủa bạn có coi video đó chưa mà bạn comment ghê vậy, phải coi video đó đi xong rồi comment thì cũng chưa có một mà ở dưới ta hiểu trơn trọi đi, trên này nó hỏi tụi hoài vậy à. Ê, cái đầu mày trong đó chắc tà hủ không chứ không có ốc ác gì trong đâu ha. Cái chuyện mà giống như ai vui theo hùa mày nói xấu nhau, thấy người ta chửi cũng chửi theo không biết gì chưa, thì cũng giống như là các bạn order một món ăn, vừa nhìn cái món ăn vừa nhìn cái đồ ăn đó chưa ăn như thế nào, nó là ô đồ ăn nó dở quá không có ngon, mà chưa ăn thì trên là sao mà biết ngon hay dở. Ê ba má mày gắn cái đầu lên chỗ đầy đủ đầu tay chân đi lắc lư với sao sao chứ mẹ muốn suy nghĩ gì vậy phải không? Giống như là bạn mua một cái sách vậy thôi, mua sách mới nhìn cái bìa thôi à, mình nói ô cái sách này dở quá, các bạn chưa đọc sao các bạn biết cái sách đó hay hay dở. Bởi vì từ Mỹ này nó gọi là don't judge the book by its cover, nghĩa là đừng có nhìn cái bìa, đừng có nhìn cái bìa bìa sách mà chê bai hoặc là bình luận cái sách đó như thế nào, mình phải đọc rồi mình biết xem hay dở chứ. Thế là cái rất nguy hiểm trong cái thế hệ trẻ đó các bạn, khi mà mình muốn bình luận một cái gì đó đó là mình phải, thứ nhất đó là mình phải có bằng chứng cụ thể, cái thứ hai á là mình phải biết coi cái nội dung nó là như thế nào trước khi mà mình comment, trước khi mà mình như là chỉ bới om sòm hoặc mua xả người ta, tức là mình phải biết như thế nào. Video clip ra cũng vậy các bạn, chứ mình chưa biết gì hết mình comment hoặc là mình bình luận cái nỗi gì. Và đây là cái video clip mà mình đã làm khoảng chừng 10 phút đó các bạn, là mình đã lái RV khoảng chừng 1.500 cây số để mình tới nhà hàng Khoa Phất Hot Pot để mình ăn thử đó các bạn. Giờ mình nói các bạn nha, bây giờ các bạn lái xe 1-2 tiếng các bạn tới một nhà hàng đó, các bạn đi ăn mà các bạn thấy tới đó mà nhà hàng đóng cửa, các bạn có thất vọng không hay là các bạn vui? Chứ mà chả lẽ các bạn đề là tới nhà hàng đó đi ăn mà nhà hàng đóng cửa, vui quá. Thực sự là các bạn sao, các bạn nói tới nhà hàng đó đi ăn, lái xe mấy tiếng tới nhà hàng đó ăn mà nhà hàng đó đóng cửa, thì các bạn cảm thấy thất vọng chứ. Thất vọng đây là không phải thất vọng về cái người đó, thất vọng đây là tức là mình tới muốn ăn một món ăn đó mà mình ăn không được thì mình cảm thấy là thất vọng thôi. Tức là mình thất vọng cho cái chuyến đi của mình lái xe đó mình tới đó mình không biết. Nhưng mà nhiều người nói là tại sao mà không gọi trước đi, tại sao không gọi phone trước để xem coi người ta có mở cửa hay không, thì cái đó là cái comment rất là công bằng thôi các bạn. Thì nếu mà cái chỗ đó mà có phone á thì mình gọi tới đương nhiên mình hỏi rồi. Nhưng mà cái Khoa Phất này làm sao mà có số phone được các bạn, người ta đang chưa mở, không có số phone này trên hết, và trên cái online cũng chưa có thông tin gì hết rõ ràng các bạn, sao mà biết được đó. Ngay cả cái người mà người ta ở khách sạn đó các bạn, người ta cũng không biết luôn á đó. Như bạn mình ở đó đó, mình nói Khoa Phất này mở chưa, người ta cũng không biết, người ta là dân từ địa ở đó mà người ta cũng không biết là nhà hàng Khoa Phất nó đã mở chưa luôn á, người ta chưa biết luôn. Thì làm sao mà mình biết được các bạn, mình ở xa mà. Các bạn nghĩ coi, mình lái xe RV cả gần 1.500 cây số mình tới đó mình ăn mà giờ đóng cửa, gia đình đang đói bụng nữa, gia đình đói bụng thì mình thất vọng không? Tuy nhiên mình thất vọng rồi, nhưng mà có phải là mình thất vọng về anh Khoa Phất hay không? Tuy nhiên là không được, nhưng mà đâu có phải lỗi của anh Khoa Phất, hoặc là cũng đâu phải lỗi mình, nên mình vô tình mình đi ngang qua, mình thấy mình ghé vào mình ăn thử thôi. Thì chưa mở thì thôi, thì mai mốt khi nào mở thì có dịp thì mình ghé vào mình ăn ủng hộ anh Khoa Phất sau. Đơn giản như vậy thôi các bạn, vậy thôi mà quá trời chửi ông sùm rủa xả rồi nói bú phê bú viết rồi wow. Bây giờ các bạn xem cái video clip đó gì, và các bạn cho mọi người ở đây nè biết được là trong cái video clip đó cái phần nào mà mình nói xấu anh Khoa Phất hoặc là mình hại anh, thì các bạn cho mọi người biết đây thì mình thua gì cũng thua hết. Thì cũng may nha các bạn, cũng may là mình không có làm YouTube để mình kiếm tiền nuôi sống gia đình.
hoặc là mình làm YouTube để kiếm tiền nuôi sống bản thân hoặc là dành nhà cũng may. Chứ thật ra mà mình mà làm YouTube mà để kiếm sống bạn cho bản thân hoặc gia đình thì giờ này chắc mình không biết, chắc là đi ăn mày cháu không có mà hút luôn. Các bạn thấy là mỗi năm mình đi chơi đi RV rất là nhiều với gia đình, và mỗi lần đi như vậy là tốn kém cũng rất là nhiều các bạn. Cho nên là làm YouTube này lúc này không phải vì tiền nha các bạn, cho nên mình làm để mình chia sẻ cái trải nghiệm mà ai mà gia đình giống như mình á, gia đình đông người á, gia đình mình 6 người các bạn, thì ai mà gia đình giống như mình mà 6 người á mà muốn trải nghiệm đi chơi mà muốn là tiết kiệm được tiền á, thì đó là mình chia sẻ cái trải nghiệm cho các bạn biết á về đi đi chơi với RV này như thế nào. Tất cả những gì mà các bạn nên biết về cái RV này nè, đó mà mình biết đó nha, là mình sẽ chia sẻ cái kiến thức đó cho các bạn. Tức là về mà mua RV bao nhiêu tiền, đi chơi như thế nào, rồi xả bồn cầu, rồi bồn black tank, grey tank, rồi thay bình, đó, thay cái bình lithium, rồi những cái gì mà mình nên biết về cái RV này á, thì mình đã chia sẻ cho cộng đồng Việt Nam mình đó, biết về cái RV này. Tại vì Việt Nam mình á, với cái này á, các bạn RV này á, ít người biết tới lắm. Tụi Mỹ á, thì nó đi nhiều, tại nó đi cái travel RV, rồi nó đi RV được nhiều. Nhưng mà cộng đồng Việt Nam mình á, thì rất ít người biết tới cái loại nhà di động kiểu này. Thì mục đích của kênh của mình á, là mình chia sẻ cái kiến thức và cái trải nghiệm đi đây đó với gia đình. Đi coi như là Đông Tây Nam Bắc nước Mỹ và bên Canada nữa các bạn. Đó là mục đích của mình làm cái YouTube video này các bạn. Người mà hay tự ái hay là hay nóng giận á, nghe chửi là nóng giận á, làm YouTube không có được. Khi mà đã làm YouTube á là mình phải chấp nhận đó các bạn. Phải chấp nhận á là mình sẽ gặp người xấu, người tốt. Đó, người ta sẽ chửi rủa xả mình hay là gì đó thì it's ok. Cuộc sống mà mình move on, tiếp tục mình thích gì mình cứ làm, mình đam mê mình cứ làm. Có bạn hỏi mình là mình có tức giận khi mình đọc mấy cái comment mà tiêu cực như vậy không, hoặc là chỉ sửa là không, mình không có ấy, mà mình cảm thấy mình thương mấy người đó hơn các bạn. Thì thật sự ra mà nói là hoàn cảnh thôi các bạn, người ta mới làm như vậy thôi. Thì người ta cũng biết đó các bạn, là người ta chưa có coi video mà đã comment rồi đã ayu theo hùa mà chửi rủa xả, thì người ta biết được đó là không công bằng cho cái người làm cái video clip đó, cho nên người ta cũng xóa đi cái comment tiêu cực của họ. Nhưng mà có nhiều người á, người ta cũng các bạn biết không, cũng không có biết ấy á, hiểu chuyện á, cho nên người ta vô người ta ai vô ta chửi thôi, muốn làm gì làm. Nhưng mà cũng không có sao, là vui thôi nha các bạn, không có gì hết nha. Mình là không có giận hờn ai, không ghét bỏ ai, mà mình không có tức ai nha. Ai mà thông cảm mà hiểu á thì mình cảm ơn nha, thì mình cảm ơn cả nhà nha đã ủng hộ kênh của mình trong suốt thời gian qua. Mình xin thay lái chào tạm biệt và mình xin gặp lại các bạn trong video clip lần tới.